Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chúng ta cảm ơn Vân To, cảm ơn Ban Thờ Phượng đã cho chúng ta có những thời giờ mà ở trong tình yêu của Ngài. Thật tuyệt vời phải không ạ? Khi chúng ta mệt mỏi, khi chúng ta ngã lòng, khi chúng ta đang cô đơn, khi chúng ta có nhiều thứ ở trong cuộc đời của chúng ta cảm thấy rằng là Chúa ở đâu đó. Nhưng mà khi mà chúng ta được chìm ngập trong sự hiện diện của Chúa, trong tình yêu của Ngài, thì chúng ta cảm thấy lòng của chúng ta vui mừng, bình an và thật là phước hạnh. Tôi nghĩ rằng là không có điều gì tuyệt vời hơn khi chúng ta được ở trong tình yêu của Chúa, phải không? Các tôi tớ của Chúa, các con cái của Chúa. Amen. Một lần nữa chúng ta hãy quay sang bên cạnh và nói với người bên cạnh mình rằng là Chúa yêu bạn nhiều lắm. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Nói thật lòng nha. Nói mặt đầy tình yêu của Chúa. Cảm ơn Chúa. Đây giảm hết gió chưa? Cảm ơn Chúa. Tôi rất là thích tình yêu của Chúa. Nếu như mà Chúa cho tôi chỉ giảng thì tôi chỉ giảng về tình yêu của Chúa thôi. Giảng về tình yêu của Chúa, giảng về tấm lòng biết ơn Chúa và giảng về năng quyền của Chúa. Tôi nghĩ là ba điều đấy có lẽ là đủ để cho chúng ta thực sự để chúng ta bước đi hầu việc Chúa. Tất cả những điều khác, nếu như ba điều này đủ ở trong đời sống của chúng ta và nó cứ tiếp tục duy trì và thêm lên, thì tôi nghĩ rằng là tất cả những điều khác nó sẽ không là quan trọng nữa. Amen không ạ? Cảm ơn Chúa. Buổi sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ học lời của Chúa. Chúng ta sẽ học qua một đời sống của tôi tớ của Chúa, một cái bí quyết mà ông càng bước đi, ông càng được kết quả cho Chúa. Ông càng bước đi, ông càng thêm ơn. Ông càng bước đi thì ông càng đẹp lòng Chúa và càng được phước nhiều hơn. Chúng ta ao ước điều gì khi chúng ta là những người bước đi hầu việc Chúa? Hỡi các tôi tớ của Chúa có mặt ở tại nơi đây, có thể trả lời cho tôi được không ạ? Chúng ta ao ước gì khi chúng ta là người hầu việc Chúa? Chúng ta ao ước gì khi chúng ta càng ngày chúng ta càng bước đi với Chúa? Hỏi thầy Bình đi, xin mời thầy Bình. Một người yêu Chúa, một người khao khát để phục vụ Chúa, thì thầy ước cái điều gì cho mình? Cảm ơn Chúa, chúng ta vỗ tay cho thầy Bình. Luôn ao ước Chúa đồng hành, hoàn tất mục đích của Chúa trên đời sống của thầy. Mời luôn thầy Dũng đang ngồi cạnh đi, cho nó có bạn. Hai thầy ngồi cạnh nhau lại mời một người lại không mời người kia. Tôi sẽ hỏi ba người ha. Giờ ok. Tôi xin trả lời câu hỏi của mục sư. Cái điều mà tôi ao ước khi mà đi hầu việc Chúa, thì tôi muốn là Chúa Ngài đã lựa và chọn tôi rồi, thì Chúa sẽ Ngài sẽ tiếp tục Ngài ở cùng và Ngài ban ơn cho tôi nhiều hơn nữa. Amen. Tôi, cảm ơn Chúa. Kết quả cho Chúa. Rồi, chúng ta vỗ tay cho thầy Dũng. Amen. Mời thêm một thầy đi. Một thầy đang ngồi sau lưng tôi lấy lẻ loi không có bạn. Trả lời dùm là ao ước cái gì khi mình bước đi hầu việc Chúa? Xin kính thưa mục sư, về hầu thánh Chúa thì nói từ hầu việc Chúa thì nó cũng là một cái bước đường rất là dài. Nhưng mà kể từ khi mà gặp gỡ Chúa thật sự, kinh nghiệm Chúa thật sự trong tình yêu của Chúa, thì chỉ có một điều mà muốn nói với Chúa rằng xin Chúa cho con biết được cái mục đích của Ngài dành cho cuộc đời của con là gì. Tại vì khi mình biết được cái mục đích của Chúa dành cho đời sống của mình, thì chính cái điều đó sẽ giữ lấy mình để mình bước đi phục vụ Chúa một cách vững vàng hơn và có một đời sống yêu mến Chúa và tặng hiến cho Chúa được hơn. Cảm ơn Chúa. Rồi, chàng vỗ tay nữa. Rồi các con cái của Chúa thì chúng ta ao ước điều gì? Xin một người nào đó có thể cho tôi một câu trả lời được không? Là một con cái của Chúa, một người là một người bước đi theo Chúa. Mời chú Hai đi. Chú Hai có thể nói mình ao ước gì khi mình đã kinh nghiệm Chúa rồi, mình ao ước điều gì từ nơi Chúa? Cứ trả lời thật lòng á, Chúa đang ở đây. Mục sư nói là tôi hiểu, nhưng mà tôi chia sẻ đó là tôi không có cái dành luôn cái lời mục sư nói là tôi hiểu. Thôi mời cô Hai. Mục sư mời người khác. Dạ mời cô Hai đi, mời cô Hai bên cạnh đi, trả lời dùng. Dạ chào mục sư và các thầy lãnh đạo, con cái Chúa. Tôi
ao ước Chúa vì tình yêu thương của Chúa ở thương yêu chúng tôi và cứu chuộc chúng tôi. Ao ước là cho trung tín yêu mến Chúa, kính sợ Chúa nhiều hơn. Amen. Ngoài ra hầu chỉ sức khỏe thôi chứ còn không có ao ước gì nữa. Cảm ơn Chúa, chúng ta vỗ tay. Amen. À, nói tóm lại thì chúng ta là những người hầu việc Chúa, là những người đã kinh nghiệm ân điển của Chúa trên đời sống của mình, phải không ạ? Chúng ta là những người mà đã thấy mục đích của Chúa và thấy sự kêu gọi của Chúa trên cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta sẽ ao ước như tôi sẽ ao ước rằng là Chúa ơi, con còn sống ngày nào để Chúa sử dụng con ngày đấy, để con có thể được ơn và được kết quả cho Chúa. Amen. Được amen không ạ? Chúa ban ơn và Chúa cho con tiếp tục được ơn để rồi con có thể phục vụ Chúa một cái kết quả cho Chúa mà thôi, không phải kết quả cho mình nhưng mà kết quả cho Chúa. Và tôi tin rằng là đó là cái mục đích hay là cái ao ước của những người đang thực sự là những người hầu việc Chúa. Amen ông anh chị em. À, nó có thể là nó lớn hay nhỏ tùy vào cái tấm lòng của chúng ta nhận biết Chúa mà thôi. Amen. Phải không ạ? Còn cảm ơn Chúa, các con cái của Chúa có thể là chúng ta chưa kinh nghiệm được Chúa nhiều, chưa thấy tình yêu lớn lao của Chúa sâu sắc nhiều trên cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà chúng ta cũng ao ước rằng là chúng ta đi theo Chúa để chúng ta sẽ trở nên được ơn, chúng ta sẽ trở nên được phước. Amen. Amen không ạ? Chúng ta sẽ trở nên được phước nhiều hơn, được phước rồi, được phước nhiều hơn nữa. Và cảm ơn Chúa, buổi sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ học qua một cuộc đời, qua một tôi tớ của Chúa, là một người mà được Chúa cứu, một người được Chúa thay đổi, là một người tận tụy hầu việc Chúa, và một người bước đi với Chúa hình như càng ngày càng được thêm ơn trên đời sống của ông, và Chúa sử dụng ông một cách lớn lao cho công việc của Ngài. Cảm ơn Chúa, chúng ta cùng mở ở trong Cô-rinh-tô nhất chương 15 câu số 10, một câu kinh thánh rất là quen thuộc. Và tôi nghĩ rằng nhiều người sẽ thuộc câu kinh thánh này. Chúng ta có không ạ? Chúng ta sẽ cùng mở ra và mình sẽ cùng đọc chung với nhau ha. Đọc lớn, tôi thích nghe Hội Thánh Chúa đọc lớn lời của Chúa một cách chậm rãi và rõ ràng. Tôi yêu thích cái âm thanh này. Tôi muốn nghe chúng ta cùng đọc với nhau trong bản dịch cũ. Tôi sẽ sử dụng bản dịch cũ. Được chưa ạ? Dạ, Cô-rinh-tô nhất chương 15 câu số 10. Là một câu kinh thánh rất là quen của một con người cũng rất là quen và được ơn. Được chưa ạ? Rồi mình sẽ khởi sự đọc nha. 2, 3. Nhưng tôi nay là người thể nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời, và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác, nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi. Cảm ơn Chúa vô cùng. Khi mà suy gẫm câu kinh thánh này ở trong những ngày gần đây để chia sẻ cho hội thánh của Chúa, một lần nữa tôi lại ôn lại ơn phước của Chúa trên đời sống của mình. Trong những ngày vừa rồi khi mà quay phim ở trong chương trình Én Vàng, chương trình cuộc thi MC Én Vàng của HTV ấy, thì tự nhiên Chúa lại cho nhắc về cái câu chuyện ở trong đại dịch Covid và xem lại những hình ảnh mà hội thánh của Chúa, đời sống cá nhân và gia đình tôi cùng hết thảy các con cái của Chúa đã vượt qua. Và không phải chỉ hội thánh chúng ta nhưng mà những hội thánh khác và tất cả đất nước Việt Nam nói chung nữa, thì cảm ơn Chúa vì thấy ân điển của Chúa một lần nữa lớn lao trên đời sống của mình. Cảm ơn Chúa không phải chỉ là nhắc về cái thời gian dài nhưng mà chỉ trong một thời gian ngắn thôi, đúng không ạ? Chúng ta tưởng rằng chúng ta sẽ không còn tồn tại được. Đừng chiếu hình ảnh lên, đâu có phải chiếu giờ này đâu. Tôi tưởng rằng là thậm chí công việc của Chúa chưa chắc đã giữ được, đời sống của mình, của gia đình của mình, của các anh em còn không biết là sẽ như thế nào. Nhưng mà cảm ơn Chúa, nhìn suốt qua 2 năm đại dịch, những lúc khó khăn, những lúc bệnh tật, những lúc tưởng chừng như là sẽ không có cánh cửa nào mở ra, nhưng mà cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời Ngài vẫn hành động. Chúng ta không có bị cái điều gì nặng nề, nhưng mà chúng ta vẫn nhìn lại thì cảm ơn Chúa trong suốt 2 năm, 3 năm. Chúng ta không thiếu thốn, chúng ta không bị gọi là nặng, nhưng mà chúng ta vẫn sống, chúng ta vẫn còn làm rất là nhiều việc, những cái việc lành đem nhiều người trở về với Chúa. Amen không ạ? Thật là tuyệt vời. Chúng ta không những không thiếu nhưng mà lại còn dư dật đến nỗi có thể làm ra những việc lành, đem nhiều người về với Chúa nhiều hơn trong những lúc mà không có dịch bệnh nữa. Cảm ơn Chúa vô cùng. Tôi nghĩ rằng có những lúc tôi nghĩ rằng là sẽ không có đồ ăn để cho các bạn học viên ở tại đây ăn. Nhưng mà cảm ơn Chúa dư dật về đủ mọi thứ. Và tạ ơn Chúa có rất nhiều những cái công việc lớn lao mà chúng ta có thể làm được so với sức chúng ta thôi. Đối với những người ngoài, đối với những hội thánh khác có thể nó là chỉ là bé thôi. Amen không ạ? Nhưng mà nghĩ lại đối với chúng ta nó là thật là lớn lao và nó quá sức chúng ta.
Nhưng mà cảm ơn Chúa, thực sự ân điển của Chúa ban trên đời sống của chúng ta, hội thánh của chúng ta và các con cái Chúa tại nơi đây thật là tuyệt vời. Và nghĩ như vậy, tôi cảm thấy biết ơn Chúa nhiều hơn, biết ơn Chúa nhiều hơn. Và quay trở lại câu kinh thánh này, chúng ta thấy bí quyết để một tôi tớ của Chúa trở thành một người thành công. Trong Cô-rinh-tô chương thứ nhất câu số 15 câu 10 nói rằng: nhưng tôi nay là người thể nào, là nhờ ơn của Đức Chúa Trời. Amen không ạ? Chúng ta thấy sứ đồ Phao-lô là người mà tôi muốn nói đến sáng ngày hôm nay. Sứ đồ Phao-lô là một người mà chúng ta sẽ cùng học hỏi qua đời sống của ông. Chúng ta thấy rằng ông nói rằng gì? Ông nói là nhưng tôi nay là người thể nào, đó là nhờ ơn của Đức Chúa Trời. Ở đây chúng ta có ai không biết sứ đồ Phao-lô không? Cảm ơn Chúa, chưa ai. Cảm ơn Chúa là không có ai là không biết sứ đồ Phao-lô cả. Chúng ta biết ông là Sau-lơ, người thành tạt sơ, đúng không ạ? Và ông là một người mà trong quá khứ thì ông là một người bắt bớ, bách hại, chém giết hội thánh. Ông ưa thích điều đó và ông khao khát mong muốn làm điều đó, phải không ạ? Và rồi cho đến một ngày ông được gặp mặt Chúa thì ông được biến đổi hoàn toàn. Ông trở thành một con người khác hoàn toàn, trở thành một người phục vụ Chúa. Amen. Amen không ạ? Và chúng ta thấy rằng là trước đó thì Phao-lô từng đã nói nhiều lần rằng là trong vòng anh em, trong vòng những người có tội thì tôi là người có tội nhiều nhất. Amen không ạ? Ông là một người đáng chết. Ông là một người nếu như mà để mà đáng chết ấy, thì sẽ đáng chết nhiều lần hơn những người khác nữa. Nhưng mà cảm ơn Chúa bởi ân điển của Ngài, bởi sự thương xót của Ngài. Không phải bởi ông chọn Ngài, nhưng mà Chúa Ngài đã chọn ông. Chúng ta thấy rằng rõ ràng trong cuộc đời của sứ đồ của Sau-lơ, đúng không ạ? Không phải ông chọn Chúa Giê-xu. Amen không ạ? Trước đó ông còn bắt bớ, ông còn bách hại hội thánh của Chúa, ông còn chém giết những tín đồ. Và ông đó là cái niềm vui, là cái niềm tự hào ở trong chức vụ của ông thời đó. Và ông chưa bao giờ nghĩ rằng ông sẽ gặp gỡ được Chúa Giê-xu. Bởi vì trước đó chúng ta biết rằng dân Do Thái họ không tin rằng Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si được đến như lời Kinh Thánh dự ngôn. Phải không ạ? Nhưng mà sau đó thì ông gặp Chúa ở trên con đường đến Đa-mách. Cái biến cố đó đã thay đổi cuộc đời của ông. Đúng không ạ? Và cảm ơn Chúa bởi ân điển của Chúa, bởi sự kêu gọi của Ngài. Chúa lựa chọn ông từ một con người đáng chết, từ một con người có tội, từ một con người mà nếu mà theo tiêu chuẩn của Chúa là con người đáng chết. Nhưng mà Chúa chọn ông để rồi chúng ta thấy Chúa sử dụng ông trở thành một sứ đồ năng quyền. Chúa chọn ông trở thành một con người vĩ đại và ông để lại rất nhiều di sản, nhiều cái bài học thuộc linh, nhiều cái tấm gương hầu việc Chúa cho những tôi tớ của Chúa. Và Chúa sử dụng ông một cách lớn lao cho công việc của Chúa. Ông nói rằng nhưng nay tôi là người thể nào, đó là nhờ ơn của Đức Chúa Trời. Amen không? Amen không ạ? Từ một con người đáng chết, từ một con người bỏ đi, từ một con người mà Chúa bắt bớ hội thánh của Chúa, nhưng mà trở thành một con người sẵn sàng hy sinh chết cho Chúa, hy sinh tất cả mọi thứ để tận hiến cho công việc của Ngài, giao truyền phúc âm của Chúa, đem nhiều người trở về với Chúa. Và Chúa sử dụng đời sống của ông, tôi nghĩ rằng là nhiều hơn tất cả những sứ đồ cộng lại. Một cái sứ đồ lớn, một sứ đồ vĩ đại, lớn lao năng quyền. Và cảm ơn Chúa, ông biết rằng tất cả những điều đó ông làm, tất cả những điều đó, đó là ơn của Chúa ban trên đời sống của ông. Ông nói rằng là nhưng nay tôi là người thể nào, thì đó là nhờ ơn của Chúa trên cuộc đời của mình. Cái điều đầu tiên chúng ta học ở nơi sứ đồ Phao-lô hay anh chị em, tôi tớ của Chúa là những người hầu việc Chúa. Để chúng ta được ơn thì chúng ta cần phải biết ơn Chúa. Amen. Mà tôi thấy rằng thực sự tôi nghe một tôi tớ của Chúa nói và tôi chiêm nghiệm lại những cái người thành công, khi mà nhìn lại thì thực sự họ có những cái điểm chung, đó là tấm lòng biết ơn Chúa. Amen. Amen không ạ? Những người thành công cho Chúa nhá, đó là những người biết ơn Chúa. Kể cả những tôi tớ hầu việc Chúa hay là những người không hầu việc Chúa trọn thời gian, kể cả là những con cái của Chúa được Chúa kêu gọi trong một cái lĩnh vực nào đó, họ càng biết ơn Chúa hình như họ càng trở nên thành công, và thành công hơn nữa, càng được ơn thì càng thêm ơn hơn nữa bởi cái lòng biết ơn của họ đối với Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy cái tấm lòng biết ơn là một cái tấm lòng đẹp lòng con người. Amen ông ạ. Và điều đó cũng là một cái điều đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì Chúa đến để cứu cuộc đời của chúng ta. Tôi được học, được trải nghiệm rất là nhiều cái bài học biết ơn qua những tôi tớ của Chúa. Tôi được học qua người thầy của tôi là người lãnh đạo thuộc linh, là người cha thuộc linh của tôi là mục sư Đinh Thanh Hùng. Tôi được thừa hưởng
thật sự là quá nhiều điều tốt từ nơi tấm lòng hầu việc Chúa của ông, từ cái tấm lòng yêu Chúa. Tôi nghĩ rằng ấy, sau này tôi nghĩ rằng là có lẽ tôi yêu Chúa nhiều hơn ông. Tôi xin lỗi bởi vì tôi so sánh một chút thôi, không nhiều hơn, nhưng mà tôi nghĩ rằng có thể nhiều hơn xíu xíu thôi. Bởi vì tôi, anh chị em biết tại sao không? Bởi vì tôi nghĩ rằng tôi được tha nhiều hơn. Amen không ạ? Tôi nghĩ rằng là Chúa ơi, xin cho con hơn thầy con điều này một xíu thôi, là con yêu Chúa nhiều hơn thầy con một xíu. Và cảm ơn Chúa, tôi học được cái tấm lòng yêu Chúa. Tôi nhìn thấy cái tấm lòng yêu mến Chúa, và nó vẫn còn tiếp tục giữ trên đời sống của ông trong suốt mấy chục năm hầu việc Chúa. Tôi được học cái bài học từ nơi ông, cái tấm lòng biết ơn Chúa vô cùng. Bởi vì tôi biết rằng ông từ một cái con người là một cái người đạp xe ba gác, từ một cái người bị nói ngọng, từ một cái người mà phải tự tử 8 lần, thành công 8 lần và tự tử 8 lần. Từ một con người mà có thể nói là từ đỉnh cao và rơi xuống đáy của xã hội. Nhiều lắm. Nhưng mà cảm ơn Chúa, từng hồi từng lúc tôi vẫn theo dõi và cầu nguyện cho ông. Và cảm ơn Chúa, tôi vẫn nói với ông rằng là tôi được tự hào vì tôi vẫn được đồng hành với ông ở trên cái công việc hầu việc Chúa. Từ ngày tôi còn là học trò, và tới bây giờ tôi vẫn là học trò, và bây giờ tôi là người đồng lao để được tiếp tục phục vụ đồng công với ông ở trong công trường vĩ đại mà Chúa đang sử dụng đời sống của tôi tới ngày. Nhưng mà từ lúc thất bại, từ lúc mà Chúa sử dụng ông một cái bình thường, và từ những cái điều lớn cho điều lớn hơn nữa, cho đến tận bây giờ lớn hơn nữa, cho đến khi giáo hội chuẩn bị được cấp tư cách pháp nhân, thì ông vẫn giữ cái tấm lòng biết ơn Chúa và yêu mến Ngài. Và cảm ơn Chúa, hình như tôi thấy rằng càng biết ơn Chúa thì tôi tớ của Chúa càng thành công hơn. Amen không ạ? Không phải chỉ là tôi tớ của Chúa là những người hầu việc Chúa đâu, nhưng mà nhất là nhiều người doanh nhân, nhiều người có tấm lòng dâng hiến cho Chúa, nhiều người kinh doanh ở trong nhiều lĩnh vực, họ càng kinh doanh, họ càng dâng hiến nhiều, và họ càng biết ơn Chúa nhiều, bởi vì những điều đó là Chúa ban cho đời sống của họ. Và hình như họ càng dâng hiến nhiều thì tôi thấy rằng hình như họ càng giàu hơn nữa và càng được ơn hơn nữa. Có nhiều câu chuyện tôi nghe cảm động lắm, tuyệt vời lắm anh chị em. Không phải chỉ là dâng vài trăm ngàn hay là dâng vài triệu, dâng đất để xây nhà cho Chúa, nhưng mà tôi nghe những câu chuyện dâng cả nhà thờ để cho hội thánh của Chúa sử dụng. Mua luôn nhà thờ, mua luôn cái này, mua luôn cái kia, những cái mà chẳng bao giờ nghĩ đến cả. Nhưng họ làm tất cả những điều đó bởi vì lòng biết ơn Chúa. Và như họ càng biết ơn thì họ càng được ơn nữa. Cảm ơn Chúa, chúng ta ở đây là những người được Chúa cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi. Như tôi và các thầy và một số anh chị em thì chúng ta thấy rằng chúng ta là người có tội. Chúng ta là người có tội một cách rõ ràng theo đời này luôn, chứ không nói theo tiêu chuẩn của Kinh Thánh nữa. Amen không ạ? Và giống như sứ đồ Phaolô nói rằng là nếu chúng ta đáng chết, nhiều khi tôi nghĩ rằng nếu mà Chúa ơi, nếu mà như theo tiêu chuẩn của Kinh Thánh thì ngày xưa hay nói vui ấy, chắc là mình bị tử hình mấy lần. Bắn xong rồi dựng lên bắn tiếp, rồi dựng lên bắn tiếp nữa. Bởi vì mình quá nhiều tội, đúng không ạ? Trộm cắp, lừa đảo, gian dâm, ô uế, thờ hình tượng, luông tuồng, rồi chơi ma túy, rồi tà dâm, đủ thứ. Cái gì trên thế giới này có hầu như là đều có hết. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa đến để cứu đời sống của chúng ta. Chúa đến để đem chúng ta ra khỏi tội lỗi. Và trong Roma chương 5 câu 8 như là Chúa nói rằng Ngài đến để cứu chúng ta đang khi chúng ta là những con người có tội. Amen không anh chị em? Tại sao tôi nhắc lại điều này? Để chúng ta nhớ cảm ơn Chúa vì Ngài đến trên cuộc đời của con. Ngài đến trên cuộc đời của anh chị em ở tại nơi đây. Không phải Ngài chọn chúng con vì chúng con xứng đáng đâu. Không phải Ngài chọn chúng con bởi vì chúng con làm được việc. Không phải Ngài chọn chúng con bởi vì chúng con thành công ở trong cuộc đời này. Không phải Ngài chọn chúng con vì chúng con có khả năng để chúng con phục vụ Ngài. Không phải Ngài chọn chúng con bởi vì chúng con có ơn này, có ơn kia. Không phải Ngài chọn chúng con khi chúng con đang thành công, khi chúng con đang hạnh phúc. Nhưng mà Ngài chọn chúng con đang khi chúng con cô đơn, đang khi chúng con tuyệt vọng. Ngài chọn chúng con khi chúng con còn là người có tội. Amen không ạ? Ở đây có một số anh chị em, có thể chúng ta không là những người nghiện, chúng ta không là những người sống ở trong tệ nạn xã hội, nhưng mà chúng ta không nhận biết Chúa. Chúng ta ăn cơm của trời, chúng ta không thờ trời, chúng ta thở không khí của trời, nhưng mà chúng ta không thờ trời, thì đó là chúng ta phạm tội với Chúa, và tội đó là chúng ta đáng xuống hỏa ngục. Nhưng mà anh chị em hãy nhớ lại, cảm ơn Chúa,
Chúa đến để chọn chúng ta đang khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ đã vì chúng ta mà chịu chết, phải không ạ? Mỗi chúng ta là những con người tội lỗi khác nhau. Tôi nhớ lắm, mỗi lần tôi nhớ đến điều này thì cảm ơn Chúa, chính lòng biết ơn thôi thúc đời sống của tôi. Tôi không ngã lòng ở trong công việc hầu việc Chúa. Đôi khi tôi nghĩ đến ân điển của Chúa, lòng biết ơn Ngài, thì tôi biết rằng là mình đang sống vì điều gì. Và mỗi khi tôi nghĩ đến ân điển của Chúa, Ngài cứu tôi, thì tôi thấy nó lớn hơn tất cả những điều tầm thường ở trong thế gian này. Đó là cái điều mà giúp cho tôi đứng vững. Đó là điều giúp cho tôi không ngã lòng. Đó là điều giúp cho tôi không mệt mỏi. Đó là điều giúp cho tôi càng bước đi để hầu việc Chúa một cách mạnh mẽ. Nghĩ lại, cảm ơn Chúa, Ngài cứu con. Ngài đến với cuộc đời của con khi mà con cô đơn, khi mà con tuyệt vọng, khi mà con đang nằm ở bệnh viện dành cho những người HIV giai đoạn cuối, khi mà con đang nằm để chờ cái chết đến với mình từng ngày, từng giờ ở trong cuộc đời này. Những ngày tháng sống vô định, những ngày tháng sống mà không có ý nghĩa, những ngày tháng mà mọi người đều xa lánh và coi thường mình. Nhưng cảm ơn Chúa, Ngài đã cứu cuộc đời của con. Và Ngài đã đến đang khi cuộc đời của con ở trong chúng bóng chết như vậy. Và cảm ơn Chúa, chính điều đó nó thôi thúc tấm lòng của tôi. Và tôi tin rằng trên đời sống của Thầy Bình, trên đời sống của Thầy Dũng, trên đời sống của Thầy Biểu, các thầy cô, kể cả Mục sư Hạnh và các lãnh đạo trung tâm và những anh em đang học hỏi để hầu việc Chúa ở tại nơi đây, và cả các con cái của Chúa, giống như cô hai, chú hai và mọi người nói rằng kinh nghiệm tình yêu lớn lao trên cuộc đời của mình để mình biết ơn Chúa, mình dâng hiến cho Chúa, mình phục vụ Chúa, mình bước đi với Chúa. Amen không ạ? Có những lúc chúng ta sẽ đắn đo, tính toán, suy nghĩ, nhưng mà lòng biết ơn nó lớn hơn tất cả. Vì chúng ta biết rằng điều mà Chúa cho chúng ta lớn hơn tất cả mọi điều mà chúng ta làm cho Chúa. Chúng ta sẽ không mệt mỏi, chúng ta sẽ không ngã lòng, chúng ta sẽ không thụt lùi, mà chính cái điều đó nó làm cho đời sống của chúng ta đẹp lòng Chúa. Và hình như rằng chúng ta càng biết ơn thì ơn càng thêm ơn trên đời sống của chúng ta. Amen. Amen ông anh chị em. Cho nên cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy đó là cái điều đẹp lòng Chúa, và đó là cái điều mà Chúa nhìn xem để ban ơn trên đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa một lần nữa. Cho nên cảm ơn Chúa. Cái điều đầu tiên để chúng ta được ơn, để chúng ta có thể được ơn hơn nữa, đó là chúng ta phải biết ơn Ngài. Biết ơn Chúa vì chúng con được sống mỗi ngày trên đất này. Chứ nói Chúa tha thứ tội lỗi cho chúng ta. Chúng ta biết ơn Chúa vì mở mắt dậy con vẫn còn sống ở trên cuộc đời này, trong khi đó nhiều người đã không còn trên cuộc đời này nữa. Cảm ơn Chúa vì con vẫn no đủ, con vẫn bình an, trong khi đó còn nhiều người, nhiều cuộc đời khốn khổ hơn cuộc đời của con. Cảm ơn Chúa vì Ngài cung ứng. Cảm ơn Chúa vì Ngài tiếp trợ. Cảm ơn Chúa vì Ngài chu cấp bảo vệ quan phòng và vẫn tiếp tục gìn giữ chúng con ở trong bóng cánh toàn năng của Ngài. Chúng ta có nhiều điều để chúng ta cảm ơn Chúa lắm anh chị em. Tôi tạ ơn Chúa vô cùng và tôi luôn biết ơn Ngài về điều đó. Và không phải chúng ta chỉ biết ơn Chúa, nhưng mà chúng ta cũng còn nhiều điều khác để biết ơn nữa. Amen. Amen không ạ? Chúng ta biết ơn con người, biết ơn cha mẹ của chúng ta là những người nuôi dưỡng chúng ta, là những người mà lao khổ, hy sinh, đau đớn, quặn thắt, dồn tất cả mọi tâm huyết và khóc vì chúng ta mỗi một ngày. Các anh chị em ở trong hội thánh cũng cảm ơn Chúa vì chúng ta có những người cha, những người mẹ là những người yêu thương chúng ta. Cảm ơn những người xung quanh chúng ta, những người con, những người vợ, những người chồng, mỗi ngày dành cho chúng ta những điều yêu thương, những điều tốt đẹp, những điều cao quý nhất, và họ vẫn luôn luôn hy sinh vì chúng ta. Amen không anh chị em? Cảm ơn Chúa về những người đồng lao. Cảm ơn Chúa về những anh em của mình ở bên cạnh mình mỗi một ngày, vẫn nâng đỡ mình, vẫn cầu thay cho mình, vẫn chia sẻ với mình trong những lúc mình buồn, vẫn chia sẻ với mình trong những lúc mình khó khăn. Có quá nhiều điều để chúng ta cảm ơn Chúa, phải không anh chị em? Chúng ta có thể đứng dậy ngay thì giờ này, dành một ít phút cảm ơn Chúa vì hội thánh của Chúa ngày hôm nay có thể làm được nhiều việc lớn hơn. Đó là tấm lòng cầu thay, cứu mang, chia sẻ của các con cái của Chúa ở khắp mọi nơi. Và ngay cả khi chúng ta sống để vượt qua đại dịch, đó cũng là sự chia sẻ của cầu thay, giúp đỡ của các con cái của Chúa ở khắp nơi trên thế giới này. Đó là điều mà chúng ta cần phải cảm ơn họ. Amen không ạ? Cảm ơn Chúa vì chúng con có những người đồng lao,
những lãnh đạo ở tại nơi đây, những anh em con là những người được cứu, họ cũng sẵn sàng hy sinh để phục vụ Chúa và những cánh tay nối dài của đời sống con. Vậy Chúa ơi, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa vì chúng con có những người cha, người mẹ là những người đã hy sinh, là những người đã chịu khổ, là những người khóc vì chúng con, là những người đã dành cả cuộc đời để cứu mang, để nuôi lấng chúng con nên người. Shikabalaba, hãy cảm ơn Chúa anh chị em ơi. Cảm ơn Chúa vì chúng con được sống trên đất này, và hãy cho chúng con biết rằng chúng con luôn luôn biết ơn Ngài mỗi ngày, Chúa ơi. Ôi cảm ơn Chúa. Chúng ta hãy nắm lấy tay người bên cạnh mình, và không phải chúng ta chỉ biết ơn Chúa, chúng ta có thể đến bên cạnh người thân của mình, chúng ta có thể đến bên anh chị em của mình là những người đã giúp đỡ, đã cầu thay cho chúng ta. Chúng ta có thể nói một lời gì đó, một cái ôm thôi hả anh chị em, hay người vợ, người chồng, hay cha mẹ của chúng ta, những người con, hãy cảm ơn họ vì họ luôn ở bên cạnh chúng ta. Cảm ơn họ vì họ luôn yêu thương chúng ta. Và cảm ơn Chúa vì có những anh em đồng lao của chúng ta, và những người hy sinh tất cả vì Chúa ơi cho công việc của Ngài, những người dâng cả cuộc đời để cứu chuộc, để cứu anh em mình. Cảm ơn Chúa vì cái đặt để, và chúng con vui mừng biết ơn Ngài, biết ơn Chúa chính Ngài đã cứu, nhưng biết ơn Ngài đã đặt để họ bên cạnh. Biết ơn Chúa vì cho con người mẹ yêu thương con, ở bên cạnh đứa con là niềm khích lệ lớn lao cho công việc hầu việc Chúa. Cảm ơn Chúa về những người con thuộc linh, những anh em, để Chúa ơi hàng trăm cuộc đời đã được thay đổi, con nhìn thấy công việc của Ngài. Oh, Shikabalababa, con thấy của Chúa, hãy để Chúa hành động trong tấm lòng của chúng ta bây giờ này. Cảm ơn Chúa bây giờ này. Cảm ơn Chúa. Biết ơn Jesus, Jesus. Biết ơn Ngài, Chúa yêu. Con biết ơn Ngài, từ sống mỗi ngày trên đời.
Điều đầu tiên chúng ta học từ nơi tôi tớ của Chúa đó là lòng biết ơn. Biết ơn sẽ giúp cho đời sống của ông càng thêm ơn. Và biết ơn sẽ giúp cho đời sống của chúng ta bước đi với Chúa và càng thêm ơn và càng được phước. Amen ông ạ. Và cảm ơn Chúa vô cùng. Cái điều thứ hai, để chúng ta có thể được phước, được ơn hơn trong cái đời sống của chúng ta, đó là chúng ta biết ơn Chúa để rồi chúng ta phục vụ Ngài, và phục vụ Ngài nhiều hơn nữa. Amen không anh chị em? Biết ơn Chúa để được phục vụ Ngài và phục vụ Ngài nhiều hơn nữa. Chúng ta thấy sứ đồ Phaolô, ông là một người bước đi theo Chúa một cách trọn vẹn, trọn thành trên đời sống của ông. Ông nói với cả mọi người rằng: hãy bắt chước tôi giống như là tôi bắt chước Chúa Giêsu vậy. Amen không ạ? Chưa có ai dám nói như sứ đồ Phaolô là hãy bắt chước tôi. Nhưng mà ông nói rằng hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước Chúa Giêsu hay là Đấng Christ vậy. Cảm ơn Chúa, ông dành cả cuộc đời của ông để làm một người phục vụ Chúa, là một người hầu việc Ngài. Ông từ bỏ đi tất cả những điều mà ông đang có, những điều mà ông coi là tự hào ở trong quá khứ, là một công dân La Mã, là một người thầy dạy luật, là một người mà được tôn trọng ở trong thời bấy giờ. Cái địa vị của ông đang có, ông từ bỏ hết tất cả để bước đi phục vụ Chúa. Giống như Chúa Giêsu nói, con người đến thế gian để phục vụ. Và cảm ơn Chúa bởi lòng biết ơn mà sứ đồ Phaolô phục vụ Chúa. Bởi lòng biết ơn mà ông dâng trọn cuộc đời của mình cho Chúa, sống về phúc âm của Chúa, sống để rao giảng tin lành của Chúa, sống cho mục đích của Chúa đặt đề trên cuộc đời của ông. Và tôi tin rằng sẽ có những lúc ông mệt mỏi, có những lúc ông cảm thấy bị ngã lòng, nhưng mà lòng biết ơn Chúa và tình yêu của Ngài thôi thúc trong đời sống của ông để ông cứ bước tới và kết quả cho Chúa, và thậm chí nhiều hơn. Amen ông hội thánh của Chúa. Cảm ơn Chúa, chúng ta là những người được Chúa cứu. Chúng ta là những người được Chúa Ngài kêu gọi biệt riêng ra khỏi bóng tối, ra khỏi những cuộc đời, ra khỏi tội lỗi của thế gian này. Và Chúa biệt riêng chúng ta trở nên thánh, đúng không ạ? Chúa thánh hóa chúng ta, Chúa tha thứ chúng ta, Chúa gột rửa chúng ta, trở nên làm con của Ngài. Và chúng ta nhận ơn nơi Chúa quá lớn. Và lòng biết ơn đó không phải chỉ thể hiện bằng lời nói, không phải chỉ là lời nói, không phải chỉ là lời nói, nhưng mà nó phải được chuyển hóa bằng hành động và bằng việc làm. Đó là bước đi để phục vụ Chúa. Amen. Chúng ta thấy ở ngoài, khi chúng ta nhận ơn của một người nào đó, chúng ta cũng làm một công việc để chúng ta trả ơn Ngài cho họ. Amen không ạ? Đó chỉ là một cái ơn nhỏ thôi, nhưng mà ơn cứu chuộc của Chúa trên cuộc đời của chúng ta quá lớn lao. Và chính cái điều đó nó biến thành hành động trong đời sống của sứ đồ Phaolô. Ông bước đi để ông hầu việc Chúa, ông từ bỏ tất cả để phục vụ Chúa và phục vụ anh em mình. Và chính cái điều đó chúng ta thấy cứ tiếp tục làm cho đời sống của sứ đồ Phaolô được ơn hơn nữa trước mặt Ngài. Tình yêu của Chúa dành cho của chúng ta dành cho Chúa quá lớn. Tình yêu, lòng biết ơn của chúng ta dành cho Chúa quá lớn, và nó chuyển hóa lại bằng hành động. Đó là chúng ta bước đi với Ngài, hầu việc Ngài, phục vụ Ngài có nhiều cấp độ khác nhau. Ở trong Galati chương thứ 2 câu 20, anh chị em ơi, lời sứ đồ Phaolô nói rằng, lời của Chúa dùng ông nói rằng: tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng mà gì? Nhưng mà Đấng Christ sống ở trong tôi. Amen. Và chúng ta cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Một cái niềm vui, và tôi cũng báo một tin buồn cho anh chị em rằng chúng ta không còn thuộc về mình nữa. Amen không ạ? Chúng ta không còn thuộc về mình nữa, chúng ta không còn thuộc về thế gian này nữa, bởi vì Chúa đã đến để chuộc chúng ta bằng một giá cao rồi. Ngài đã chuộc bằng chính huyết của Ngài, bằng chính mạng sống của Ngài, để đem chúng ta từ bóng tối về ánh sáng, từ tội lỗi trở thành một cuộc đời mới hoàn toàn rồi. Và chúng ta thuộc về Chúa Giêsu. Và sứ đồ Phaolô nói rằng là: chính vì vậy tôi không còn sống cho mình nữa, không còn sống cho mình nữa, không còn sống cho những cái đam mê dục vọng của mình, không còn sống cho những cái khao khát quyền lực của mình nữa, nhưng mà sống cho Chúa, để Chúa hành động ở trong cuộc đời của ông. Và chúng ta thấy rằng đó là lý do mà những cuộc đời bước đi để phục vụ Chúa. Từ sứ đồ Phaolô, từ những tôi tớ của Chúa rất là nhiều, nhiều lắm. Cảm ơn Chúa. Mục sư Đinh Thanh Hùng, nhiều tôi tớ của Chúa nổi tiếng ở trên thế giới này, họ kinh nghiệm được Chúa, họ từ bỏ tất cả và họ trở thành người hầu về Chúa để bước đi theo Chúa.
Chúng ta nhớ câu chuyện của Sa-chê không? Ông gặp Chúa Giê-xu và ông lập tức từ bỏ đi tất cả mọi thứ, bỏ đi cái điều mà ông dành cả cuộc đời của ông, thậm chí hy sinh cả mạng sống của mình để kiếm nó, đó là tiền bạc. Chỉ một giây phút gặp Chúa Giê-xu thôi và ông trở nên người sẵn sàng đi theo Chúa để phục vụ Chúa, từ bỏ tất cả mọi điều. Và đó là cái bí quyết mà làm cho sứ đồ Phao-lô càng ngày càng được ơn hơn nữa, anh chị em ạ. Cảm ơn Chúa, chúng ta thấy rằng ông là một người, một sứ đồ mà Chúa sử dụng rất năng quyền, rất được ơn. Và ông biết rằng ơn đó là ơn của Chúa, ơn của Ngài ban trên đời sống của ông, và ông bước đi để phục vụ Chúa. Cảm tạ ơn Chúa vô cùng. Đó là ý muốn và đó là sự kêu gọi của Chúa ở trên cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta thấy rằng ông nói ở trong tiếp tục câu sau, ông nói rằng là nay tôi là người thế nào, những ơn Đức Chúa Trời ban cho tôi, và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Amen không ạ? Và trái lại tôi còn làm nhiều việc hơn những người khác nữa. Amen. Cảm ơn Chúa. Ông nói là ơn của Chúa ban cho tôi không phải là uổng đâu, nhưng mà trái lại tôi còn làm nhiều việc hơn những người khác nữa. Cảm ơn Chúa. Ông nghĩ ơn của Chúa và ông biết rằng là Chúa ơi, Ngài cứu cuộc đời của con, Ngài kêu gọi cuộc đời của con không phải để con sống một đời sống vô ích, không phải để sống cho mình, nhưng mà sống cho Chúa và ích lợi cho Chúa. Và ông nói rằng là ơn đó sẽ không buộc trên cuộc đời của con đâu. Amen không anh chị em? Và buổi sáng hôm nay Chúa cũng nói điều đó, và Chúa cũng thôi thúc điều đó trong tấm lòng của chúng ta. Ơn Chúa ban cho chúng ta, ân điển Chúa kêu gọi chúng ta, ơn mà Chúa ban cho chúng ta, hãy nói với Chúa rằng Chúa ơi, con sẽ không để uổng nó đâu. Amen. Và chắc chắn con sẽ phục vụ Ngài, con sẽ bước đi với Ngài. Chúng ta nhớ câu chuyện của người mù Ba-ti-mê. Ông được chữa lành đôi mắt và ông bước đi theo Chúa trên con đường của mình, phải không ạ? 10 người phung gặp Chúa và một người quay trở lại để thờ phượng. Phao-lô nói rằng là ơn Ngài ban cho con sẽ không uổng đâu, nhưng mà trái lại thì tôi đã làm nhiều việc hơn những người khác nữa. Chúng ta thấy cái bí quyết được ơn trên đời sống của ông, đó là ông phục vụ Chúa và phục vụ Chúa và phục vụ Chúa nhiều hơn nữa. Amen. Không phải chỉ phục vụ, nhưng mà phục vụ và phục vụ và phục vụ Chúa nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Có thể làm tất cả những điều gì, tận dụng thì giờ để hầu việc Chúa, để cứu người, để làm giao truyền danh của Chúa nữa. Và đó là bí quyết để cho chúng ta được ơn hơn nữa. Cảm ơn Chúa, tôi không khoe mình, nhưng mà tôi luôn nhắc nhở tôi và những cộng sự hầu việc Chúa với tôi, tôi luôn biết ơn Chúa và đừng để ơn của Ngài uổng trên đời sống của mình. Biết ơn Chúa không phải chỉ lời nói, nhưng bằng hành động, và hãy làm nhiều, phục vụ nhiều hơn nữa, tất cả mọi thứ của mình dâng cho Chúa để phục vụ Chúa. Có những lúc mệt mỏi, có những lúc bệnh tật, nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa vẫn cho bươn tới để hầu việc Chúa. Đó là điều mà Chúa muốn nhắc nhở tôi và anh chị em, để chúng ta có thể được ơn, chúng ta có thể được phước hơn nữa. Chúng ta thấy ở trong câu chuyện của Mary, bà đập bình dầu, đập cái bình dầu là của hồi môn, đập cái bình dầu để sức cho Chúa. Chúng ta biết câu chuyện đó không ạ? Một câu chuyện tuyệt vời. Và cảm ơn Chúa, trong những ngày qua khi mà tôi lái xe trên đường, khi tôi đọc câu chuyện này, thì đến bây giờ khi nhắc lại, Chúa vẫn cảm động lòng tôi lắm. Chúa đụng chạm tôi vô cùng khi lái xe mà nước mắt nó cứ tuôn ra. Trong những ngày qua tôi phải làm nhiều việc cho Chúa, và có những lúc tôi cũng suy nghĩ, không phải suy nghĩ cho tôi, nhưng mà suy nghĩ về những việc khác. Nhưng khi tôi được câu chuyện này, cảm ơn Chúa, chúng ta thấy bà Mary, bà khi mà một người đến thì bà đập bình dầu để bà sức chân cho Chúa, phải không ạ? Một bình dầu mà Kinh Thánh nói rằng là nó đáng giá bằng một tiền công một năm thời bấy giờ, đúng không ạ? Tính ra bây giờ thì nó khoảng hơn 100 triệu. Và chúng ta thấy rằng 100 triệu có thể không lớn đối với nhiều người, nhưng mà nó lớn đối với bà Mary. Amen, đúng không ạ? Đối với nhiều người thậm chí 10 tỷ hay là 1.000 tỷ nó cũng không phải là lớn, nhưng mà đối với bà Mary 100 triệu đó là cái của báu, tất cả gia tài của bà, và bà đó là cái của hồi môn của bà, nhưng bà sẵn sàng đập hết để dâng hết cho Chúa. Bà muốn nói gì với Chúa chị em? Bà nói, Chúa ơi, con muốn dâng hết cho Ngài,
dâng hết cho Ngài. Tất cả những cái gì của con là của Ngài. Mà đúng như vậy, tất cái gì của chúng ta ngày hôm nay đó là đều của Chúa, Ngài ban phước cho chúng ta. Khi tôi đọc câu chuyện này thì tôi được cảm động lắm. Tôi lái xe trên đường mà tôi cứ nghĩ đến câu chuyện này là tôi khóc. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa vì Ngài cứu con. Và rồi về Chúa ơn Ngài ban thì con sẽ không phải là uổng đâu, nhưng mà con sẽ tiếp tục phục vụ, tiếp tục phục vụ và phục vụ nhiều hơn nữa anh chị em. Cho nên cảm ơn Chúa để chúng ta được ơn hơn nữa, để chúng ta được phước hơn nữa, thì chúng ta hãy phục vụ Chúa và phục vụ nhiều hơn nữa anh chị em. Amen không ạ? Ai đang được kêu gọi ở trong công việc nào, hãy làm nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Ai đang được kêu gọi ở trong chăm sóc, ở trong chăn bầy, ở trong tổ tế bào, thì chúng ta hãy tiếp tục trung tín làm và nhiều hơn nữa. Ai đang được kêu gọi ở trong công tác thăm viếng, yêu thương, chia sẻ, dâng hiến, hãy tiếp tục phục vụ nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Amen. Amen không ạ? Ai đang dâng cho Chúa về sức lực, về tài chính, về tiền bạc, về nhiều thứ khác, hãy dâng nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn nữa trong buổi sáng ngày hôm nay và tiếp tục trong hành trình cuộc đời của anh chị em. Chúng ta sẽ được phước và được ơn hơn. Amen không ạ? Quay sang người bên cạnh mình và nói người bên cạnh mình rằng hãy phục vụ và phục vụ nhiều hơn. Anh chị em, tất cả những điều đó chúng ta làm Chúa đều biết, phải không ạ? Và khi chúng ta làm không phải để người ta nhìn, chúng ta làm không phải để chúng ta được cái gì, tôi tin rằng anh chị em sẽ được phước nhiều hơn. Cảm ơn Chúa, trong suốt năm tôi bước đi hầu việc Chúa, tôi thấy ơn của Chúa trên đời sống của tôi lắm. Hình như tôi càng làm nhiều thì tôi càng được ơn. Và hầu như khi đứng lên đây tôi luôn luôn có những ơn phước để nói về Chúa, những điều phước hạnh mà Chúa ban trên cuộc đời của mình. Có thể anh chị em làm, người khác không biết. Có thể chúng ta làm, những người thân của chúng ta không biết. Có thể anh chị em làm, người lãnh đạo hay mục sư không biết. Nhưng mà Chúa là đấng biết hết công khó của chúng ta. Amen. Bởi vì trong Kinh Thánh Chúa nói rằng là Ngài nhìn, con người nhìn bề ngoài, nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài nhìn ở trong tấm lòng. Cô-rinh-tô nhất chương thứ 15 câu 58 nói rằng là công khó của anh chị em ở trong Chúa sẽ không vô ích đâu. Amen không ạ? Có một đấng đang ngắm xem chúng ta, có một đấng đang chờ đợi thôi thúc để rồi chúng ta hy sinh tận hiến, phục vụ và phục vụ nhiều hơn nữa, để rồi ơn của Chúa và phước của Chúa sẽ tiếp tục đổ trên đời sống của chúng ta, đổ trên gia đình của chúng ta, đổ trên hội thánh của chúng ta ở tại nơi đây, để chúng ta sẽ làm được nhiều việc lớn lao hơn cho Đức Chúa Trời. Và tôi tin rằng trong những ngày tới, trong những năm tới, Chúa sẽ làm nhiều điều lạ lùng trên hội thánh ở tại nơi đây. Chúa sẽ làm nhiều điều lạ lùng trên công việc của giải cứu ở tại nơi đây. Chúa sẽ làm nhiều điều lạ lùng trên chức vụ, trên đời sống của anh chị em là những người lãnh đạo. Và Chúa sẽ làm nhiều điều lạ lùng thêm hơn trên gia đình của chúng ta là những người đang đồng công để phục vụ Chúa ở trong mọi công tác. Cho nên hãy phục vụ Chúa và phục vụ nhiều hơn. Amen. Amen không ạ? Cảm ơn Chúa. Một điều cuối cùng đó là ông phục vụ và bước đi ở trong sự khiêm nhường. Bởi vì sao? Trong câu cuối cùng chúng ta nhìn thấy lời sứ đồ Phao-lô nói rằng là nhưng nào phải tôi, bèn là ơn của Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi. Amen. Nhưng nào phải tôi, bèn là ơn của Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi. Và trong cái bản dịch khác tôi rất là thích, nó dịch là bởi ân sủng của Chúa Ngài hành động qua tôi. Amen. Cảm ơn Chúa bởi ân điển, hay là bởi ân sủng của Chúa, bởi năng quyền của Ngài hành động qua chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa, chúng ta thấy sứ đồ Phao-lô là một sứ đồ đầy ơn, một sứ đồ đầy năng quyền. Ông để lại rất nhiều di sản cho những người hầu việc Chúa trong thời đại ngày hôm nay. Đúng không ạ? Chúa dùng ông viết rất nhiều thư tín, Chúa dùng ông mở rất nhiều hội thánh, Chúa dùng ông gây dựng khích lệ rất nhiều cuộc đời. Cho đến bây giờ rất nhiều người, những tôi tớ của Chúa đang nhìn trong chức vụ của Phao-lô để bước đi và cũng trở thành những người được ơn. Nhưng mà cảm ơn Chúa, ông biết rằng tất cả những điều đó không phải là bởi mình tài giỏi, không phải bởi mình có khả năng, không phải là bởi ơn của mình, nhưng mà tất cả những ơn đó là ơn của Đức Chúa Trời ban cho cuộc đời của ông. Amen không ạ? Ông biết rằng tất cả những điều đó là bởi ân điển của Ngài, bởi ân sủng của Chúa Ngài gìn giữ ông để ông có thể làm được những việc đó, và Đức Chúa Trời Ngài hành động qua đời sống của ông. Amen. Và cảm ơn Chúa, đó là cái bí quyết
mà nó giúp cho đời sống của ông được thành công. Nó giúp cho đời sống của sứ đồ Phao-lô càng tiếp tục được ơn, càng bước đi trong sự khiêm nhường và ơn càng thêm ơn trên cuộc đời của ông mỗi ngày. Và ông trung tín cho đến ngày ông hoàn tất cuộc đua của mình ở trên đất này để trở thành một tôi tớ của Chúa đẹp lòng Chúa. Và chúng ta thấy rằng ngày hôm nay, đúng không ạ, 2/3 đất nước là di sản của ông để lại, rất nhiều sự dạy dỗ, rất là nhiều tấm gương tuyệt vời qua chức vụ của ông, của bài học, sự khiêm nhường. Và cảm ơn Chúa, đó là điều mà Chúa cũng muốn nhắc nhở chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa, đó là điều mà tôi cũng muốn, tôi cũng cầu nguyện để Chúa nhắc nhở tôi. Đó là điều mà tôi cũng cầu nguyện và chia sẻ với anh em đồng lao của mình, để rồi anh em giữ mình trong sự khiêm nhường. Cảm ơn Chúa, trong những hành trình mà tôi bước đi theo Chúa, tôi vẫn hay chia sẻ hội thánh của Chúa và anh em của mình. Đôi khi mình cảm ơn Chúa trong những cái nấc thang thành công ở trong cuộc đời của mình, thì Chúa giữ mình để trong những cái lúc mà mình thành công, gọi là thành công so đối với mình thôi, thì mình không cảm thấy mình kiêu ngạo. Nhưng mà những cái lúc mà mình được ngồi lên một cái nấc thang cao hơn, thì cảm ơn Chúa, Chúa lại cho mình nhớ lại ân điển của mình. Và mình biết rằng tất cả những điều đó Chúa hành động, đó là qua Ngài, qua ân điển của Chúa, Ngài hành động qua mình mà thôi. Và cảm ơn Chúa, những lúc như vậy tôi đều khóc. Tôi nghĩ lại từ những lúc mà tôi đang nằm ở trong bệnh viện, rồi bắt đầu tôi bước vào trong trung tâm được Chúa giải cứu đời sống của tôi. Sau đó Chúa chọn tôi để rồi trở thành một người phục vụ ở trong hội thánh của Chúa, ở trong những công tác rất là nhỏ, lau ghế, quét phòng nhóm, rồi dọn vệ sinh, rồi làm phục vụ anh em mình, rồi bắt đầu giúp đỡ trong như thầy dụng. Rồi bắt đầu từ từ bắt đầu mở trung tâm, trở thành người lãnh đạo, trở thành người cha, và nhiều lắm. Chúa cho mình ngồi với những cái người mà có chức quyền ở trong chính phủ, mình làm việc với họ rất là nhiều. Và cảm ơn Chúa, những cái lúc khoảnh khắc như vậy thì Chúa luôn cho cái cuốn phim trong cuộc đời của mình được tua lại, để rồi mình thấy rằng Chúa ơi, con chỉ là một cái thằng nghiện, một cái thằng HIV giai đoạn cuối, một cái người mà không có được học đầy đủ, con người thất bại, con người tầm thường, con người mà xã hội xa lánh và đều ghê sợ con. Nhưng mà cảm ơn Chúa về ân điển của Ngài mà Ngài cứu con, để rồi Ngài hành động qua con, để con có thể dùng con để làm được những việc lớn lao mà Ngài muốn đặt để trên cuộc đời của con. Cảm ơn Chúa. Và đó là những điều mà sứ đồ Phao-lô cũng nhắc nhở chúng ta, để chúng ta có thể được ơn, chúng ta bước đi ở trong sự khiêm nhường. Amen không anh chị em? Ở trong châm ngôn đoạn 16 câu 18 nói rằng sự kiêu ngạo đi trước và sự bại hoại theo sau, và tính tự cao đi trước sự sa ngã. Trong Gia-cơ chương 4 câu 6 nói rằng là Ngài ban ơn lớn hơn nữa cho chúng ta, vì Đức Chúa Trời Ngài chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng lại ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Và rất nhiều những tấm gương đã bị vấp ngã ở trong sự kiêu ngạo ở trong Kinh Thánh, và cả những tôi tớ của Chúa đi trước. Chúng thấy David đã từng thất bại, Salomon đã từng thất bại, những tôi tớ của Chúa, ngay cả những mục sư lớn, mục sư David cho dân ghi, chúng ta cũng thấy có bị thất bại ở trong sự kiêu ngạo nhiều lắm. Và dễ lắm khi chúng ta làm được việc cho Chúa, chúng ta sẽ phát sinh sự kiêu ngạo trên đời sống của chúng ta. Chúng ta sẽ nghĩ rằng là đây là điều mà con làm được, đây là ơn của Chúa ban cho con, đây là điều mà con làm được, đây là bởi khả năng của con hơn anh em khác, con hơn người này, con hơn người kia. Chúng ta dễ so sánh với anh em mình, chúng ta nghĩ rằng con có thể làm được điều này, con có thể làm được điều kia, con có thể mở được hội thánh, con có thể làm hơn trung tâm này, có thể làm hơn trung tâm khác, hay là con có thể được ơn về nhạc cụ, về nhiều thứ, và dễ lắm đời sống của chúng ta sẽ thất bại. Cho nên anh chị em ơi, nếu muốn chúng ta thêm ơn, được ơn hơn nữa ở trong cái công việc của Chúa giao phó trên đời sống của chúng ta, hãy biết rằng đó là ân điển của Chúa ban trên cuộc đời của chúng ta. Amen. Chúng ta không ai tài giỏi đâu. Tôi hay nói với anh em ở trong trung tâm ấy, tôi chẳng tài giỏi gì hơn anh em đâu, và quả thật như vậy. Đôi khi tôi là con người còn tệ hơn anh em. Có nhiều người bây giờ đến trung tâm còn sướng hơn tôi, giỏi hơn tôi trong cái ngày mà tôi đến trung tâm vậy. Tôi chẳng biết cái gì cả, ngoài một con người thất bại, tuyệt vọng, bệnh tật. Nhưng mà tôi hơn anh em, đó là tôi nhận biết Chúa và cứ tiếp tục bám lấy Chúa trong lòng biết ơn và phục vụ Ngài. Và cảm ơn Chúa ban ơn càng thêm ơn trên đời sống của mình.
Amen ông anh chị em. Như lời Chúa nói trong Giăng 15 rằng ngoài ta ra thì các ngươi không có làm được chi cả. Cho nên tạ ơn Chúa trong buổi sáng ngày hôm nay chúng ta có cơ hội để học lời của Chúa. Hỡi những tôi tớ của Chúa, hỡi những con cái của Chúa trong hội thánh của Ngài, để cho đời sống của chúng ta được thêm ơn hơn nữa, được phước hơn nữa, thì chúng ta phải luôn luôn bước đi ở trong lòng biết ơn Ngài, luôn luôn bước đi ở trong phục tinh thần của sự phục vụ, và phục vụ, và thậm chí còn sẽ phục vụ nhiều hơn. Chúa ơi, tất cả những điều con có đó là của Ngài, và con sẽ dâng hết cho Ngài. Chúa ơi, cho dù tất cả cho dù là điều gì đi nữa, và con sẽ bước đi trong sự khiêm nhường và trong sự hạ mình, bởi vì không phải bởi con, nhưng mà bởi ân sủng của Ngài, bởi ân điển của Ngài hành động qua cuộc đời của con. Hãy đứng lên và cầu nguyện ngay giờ này. Hãy nắm tay người bên cạnh mình lại, anh chị em, đừng để giây phút này qua đi. Hãy nắm tay lại, hãy cầu nguyện theo lời của Chúa. Hãy cảm ơn Chúa, và con muốn rằng đời sống của con được kết quả, được phước hơn nữa, ơn hơn nữa, thêm ơn hơn nữa trong chức vụ hầu việc Chúa của chúng con, thêm ơn hơn nữa trong đời sống của chúng con. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.